Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý ni sư, quý sư cô, hôm nay là ngày 18 tháng 4 năm 2022. Buổi học rồi, chúng ta đi vô cái phần nội dung kinh, tức là phần 2 La Mã. Tuy nhiên cái phần cuối cùng của vấn đề là sáu pháp hòa kính dường như mình chưa có giải thích một cách rõ ràng và đủ rộng để cho các vị từ cái nền tảng này chúng ta có cái nhìn về cái sinh hoạt đạo Phật kéo dài tới hôm nay sở dĩ nó không có phân hóa tầm trọng. cũng không nên đổi là dành nhau về cái chùa và dành nhau về thầy của tôi của ta có lẽ cái nền tảng của nó không chỉ đơn thuần là sáu pháp hòa kính như tinh thần luật tạng đã ghi cái điều sâu xa là sáu pháp hòa kính này nó có mặt trong cái nền văn học đại thừa nghe do vậy cho nên trước khi mình đi vô cái phần thứ ba la mã cái nhìn về hiện tình tăng đoàn đạo phật thì chúng ta nên ôn lại cái phần rất quan trọng đó là sáu pháp khả niệm phần b của phần trước cái từ chúng ta quen dùng mà lâu nay rất là phổ biến đó là thân hòa đồng trụ khẩu hòa vô tránh vân vân thưa đại chúng rằng đó là những cái từ ngữ được trích ra từ tổ đình sự quyển nha cái này tổ đình sự quyển họ ghi thôi sự quyển là chi tức là những cái quy chế của các tổ đình về cái sinh hoạt đời sống được ghi chép nơi đây. Thế nhưng mà nếu đi vào văn bản nguyên thủy thì người ta không dùng thân hòa đồng trụ mà người ta dùng cái từ đó là lục chủng đồng ái kính. Cái này là văn bản của kinh nghe. Tức là lục chủng. Các vị thấy sự khác biệt là ở phía trên khi đi vào sinh hoạt thực tế của các nhà lam tự viện nhất là các cái chùa viện mang cái đặc tính của truyền thống trung hoa thì dường như họ giảng được bớt cái chữ gọi là chữ ái này chữ kính này và gom hai chữ này lại thành chữ hòa thôi trong khi đó tri nguyên ra thì đúng chính xác là phải có hai cái chữ ái kính nghe trong văn bản nikaya Tức là từ trong nền tảng kinh tạng thì thưa các vị cái điều này rất là hiển nhiên tại vì bài kinh ta học đã có điều này rồi và người ta định nghĩa một cách chuẩn mực nhất từ tinh thần kinh tạng thì quà nó có hàm nghĩa rằng ngoại đồng tha thiện gọi là quà đây là quà đây nội tự khiêm nội tự khiêm ti gọi là gọi là kính ái Tiên nghĩa là thấp mình nghe. Khiêm là luôn là nhường nhịn. Bên ngoài, thưa đại chúng là cùng hướng về mục tiêu thiện lành, cùng sống một đời sống phạm hạnh. Và cùng là những người biểu hiện trọn vẹn này thân này khẩu này ý không ác pháp gọi là ngoại đồng tha thiện bên trong dù đó là người chứng quả A-la-hán Dù đó là người quyền quý cao sang đi tu Dù đó là bằng đế vương khoác nạp y là một thiền tăng Vân vân thưa các vị Đều rất khiêm tốn khi cư xử với những pháp hữu của mình Dù người đó là người bạn đầu tu mới vừa xuất gia hôm qua Mới vừa thọ giới hôm qua Chứ ti này có hàm nghĩa rằng là luôn thấy mình như tấm thảm để thiên hạ chùi chân theo bước vào họ chùi cho sạch chân để họ đi vô thôi từ tinh thần này cho nên nó hình thành được hai cái điều gọi là lục chủng hay là lục chủng đồng ái kính từ trong nền tảng kinh văn khi mình truy nguyên ra điều này rồi thì mình sẽ nhìn ra được nó phối với nhiều cái tầng mà chúng ta vừa bàn với nhau hơn rồi một là phàm tăng Bây giờ mình đi lại cái này để các vị quán chiếu nha. hàm tăng thứ hai là thinh văn tăng thứ ba là bồ tát tăng hiền tăng Và từ nền tảng này là mình mới giải thích nó phối hợp với cái trình độ này thưa các vị phạm tăng đó là cái quá trình đến cái công trình tu tập không có điều kiện để nuôi dưỡng tâm bồ đề lúc lúc mới phát tâm cái nền tảng của phạm tăng thưa các vị là lúc phát tâm đã không đặt trên cái cơ sở là không vì danh văn không vì lợi dưỡng không vì thiếu nợ không vì trốn đời không vì khổ đau sầu muộn không vì thất tình thất vọng vân vân vì một lòng cầu chánh pháp ngay nền tảng căn bản là chúng ta thiếu rồi nghe có khi mình vì lợi vì danh đây là cái vụng về nhất để nó phát sinh cái được gọi là Phàm tăng này nền tảng thứ hai có thể cái nguồn vào tức là cái động cơ xuất gia thì có thể nhiều nguyên nhân có thể gì thấy vô thường có thể gì thấy cảm tình với chùa có thể gì ngưỡng mộ đời tu nhưng mà chưa thực sự hiểu biết giáo pháp nhưng mà cái may mắn của Phàm tăng này khi luyện vào đời sống tu có được một cái môi trường nghe điều thứ nhất cái này cái động cơ tu đi thứ hai là môi trường tu thưa đại chúng rằng môi trường này rất là quan trọng nha môi trường này nếu các vị vô một cái nơi mà nó thiếu điều kiện để tu để học nó không có một tập thể tăng già yêu thương giúp đỡ nuôi dưỡng mình trên con đường tu mà tập thể tăng già đó lại nuôi dưỡng cái tâm tham lợi tham danh nuôi dưỡng cái tâm long bong ngược xuôi nuôi dưỡng cái tâm nhiều tôn tính thị phi thì thưa các vị môi trường này nó làm hỏng luôn cái động cơ tu nhớ nghe động cơ tốt mấy thì tốt thế nhưng mà khi ném đời sống mình vào môi trường này mà không có được nuôi dưỡng thưa đại chúng là cái động cơ này nó sẽ bị tha quá lợi thứ và thay vì đi về cái chiều hướng của phát tâm hồ đề vững chắc thì đôi khi chúng ta lại đem cái niềm đam mê tu tập ban đầu đam mê những cái nó sai với con đường tu tập nó đi lòng vòng trong cái chuyện tranh lợi thanh danh và có khi nó lạc nẻo vô luôn đầu tư đầy mình cho tà đạo đầu tư đầy mình cho cái nghiệp tử sinh cho nên cái môi trường rất quan trọng nhé trường hợp thuận lợi nhất một môi trường tốt lành là môi trường này có đủ thầy sáng nè có đủ bạn lành nè có gì nữa có được cái điều kiện học tập giáo pháp ba yếu tố này cộng lại thì với điều kiện như vậy cộng với động cơ phát tâm tốt lành như vậy thì phàm tăng này bước vào hàng thiên văn tăng vô cùng đơn giản ăn có tu ăn có học hắn đi vào kinh văn hắn được người đồng phạm hạnh nuôi dưỡng hắn được thầy chăm chút nuôi dưỡng từng ngày bằng cái dòng sữa chánh pháp thì thưa các vị đây là điều kiện tuyệt vời nhất cho nên từ phạm tăng bước vào thêm văn tăng yếu tố rất quan trọng là cái môi trường môi trường nuôi dưỡng thế là điều thứ hai mình thưa nhau khi ta có đủ hai yếu tố vô cùng vững vàng này xây cái nền vững chắc để ta bước vào đời sống một thinh văn tăng thế thì thinh văn tăng thưa các vị đó là một nó là một con người hoàn thiện để làm thành cái chi trên thì kế thừa dòng dõi chánh pháp của như lai dưới thì đưa bằng tay dắt dẫn người sau để họ đi theo con đường thánh đạo Do vậy cho nên cái trách nhiệm thiên văn tăng này điều thứ nhất là rất lớn. Điều thứ hai bao trùm luôn có Bồ Tát tăng và cả thiền tăng. Điều thứ ba, thấy thì thường nhưng mà hàng thiên văn tăng này là hàng có thể thay đổi, chuyển hóa cái thành phần phàm tăng trở thành thánh vị nghe Cho nên các vị nên lưu ý mình ghi cái lịch trình như thế này nhưng mà cái vị trí vô cùng quan trọng là hàng thiên văn tăng. Hàng thiên văn tăng là ai vậy? Thưa các vị, là tất cả người tu sĩ chúng ta nghe, có quyền làm điều này. Tại vì trên nền tảng căn bản, các vị có học Phật, các vị tiếp nhận giáo lý, các vị được nuôi dưỡng trong cái điều kiện là thăng hoa tâm thức từng ngày. Thế thì từ cái ngoại hình thinh văn văn, các vị bí tàng, tức là các vị hàm dưỡng cái nội lực của một thiền tăng, của một bồ tát tăng, của một hiền thánh tăng là cái chuyện đã xảy ra trong quá khứ cho nên nên nhớ mình để kê phần này nhưng mà cái trọng tâm là hàng Thinh văn tăng đây và Thinh văn tăng mới có khả năng đi vào con đường bồ tát đạo thành tựu được bồ tát tăng nghe tại sao vậy nhất là thiên văn tăng của truyền thống bắt truyền nghe Thinh văn tăng trong truyền thống Năng truyền có khi không có điều kiện cái này không phải mình kiêu kỳ không phải mình muốn tô vẽ chi về cái hàng của thinh văn tăng bắt truyền, nhưng mà điều này xin thưa để các vị nhìn một cách tổng quát. thưa đại chúng rằng cái hàng thinh văn tăng học thánh tạng như lai học nam truyền, dù có thể thâm đạt nam truyền, nhưng mà không hề cực đoan với hệ thống nam truyền. hàng thinh văn tăng có thể học bắt truyền văn học phật giáo đại thừa, nhưng mà không hề cực đoan với truyền thống bắt truyền họ vẫn có thể mở tri thức của họ ra mở lòng họ ra để học luôn cả tam tạng thánh giáo như lai từ nam tới bắc truyền kể cả dòng thiền đúng ngộ hoặc là các dòng thiền khác thưa các vị hãy chưa hề khước từ dường như tâm thức của họ nó có một phần khai phóng rất lớn lao do vậy cho nên hàng thiên văn tăng của bắt truyền thưa các vị mới có khả năng đi vào con đường Bồ Tát Đạo và thành tựu Bồ Tát Tăng. Lặp lại, các vị may mắn lò vô cánh cửa hàng thiên văn tăng của Phật giáo Bắc truyền. Tức là chúng ta là những người tu theo truyền thống đó, không phải khoác y như các vị nam truyền. Thì các vị có khả năng cho phép bình phương đến tầm cao, vương đến chiều rộng để thành tựu được Bồ Tát Tăng và trong bản chất của các vị Mỗi người đều có mang cái phẩm tính Đó là một vị thiền tăng Không khác biệt gì các vị thiền tăng trong quá khứ Cái này không có tự hào nghe Đã thật ạ Ai đã từng học tỷ ni nhật dụng Ai đã từng ứng dụng quy nghi trong đời sống tu Thì các vị đã bước vào con đường thiền tập Ngay từ buổi đầu lúc mới tập thiền tu rồi đó là mình giải thích một cách tổng quán để các vị thấy rằng đây là con người có điều kiện nhất để có thể phối hợp luôn bốn phần này lại làm thành tựu được cái phẩm chất của một người thượng quần hạ quá và khi các vị như một bông hoa nở ra như vậy thì thưa đại chúng rằng là các vị sẽ thấy cái chuyện về tranh chấp chùa viện hơn thua về tông môn pháp phái Kỳ thị về người truyền thống Nam Bắc truyền Kỳ thị về dòng tu thiền tu mật tu tịnh Dường như cái điều này Nó không hề có mặt trong đời sống của Tăng già Thực sự nghe Nó chỉ có mặt trong đời sống phàm Tăng Nó chỉ có mặt trong đời sống của người Chưa biết tu tập Chưa được gọi nhường giáo pháp Cho nên họ lăng căng dành nhau ông thầy Dành nhau cái chùa Dành nhau cái chuyện hơn thua về tông môn còn người có tu học thực sự rồi ba cái chuyện đó dường như nó là giải đách nha. Nó không đụng để tâm thức. Và khi các vị hiểu được điều này rồi nhìn lại tự tâm mình thấy lòng mình sao nó chất ngất như sự ganh tị sự hơn thua về dòng tu này, dòng tu nọ, dòng tu kia ngắm nhìn cái chùa này lớn, chùa kia nhỏ thưa các vị biết rằng là ta còn đang ở cái địa vị lèo xèo rất thấp trong đời sống tăng già chưa bước vào sinh hoạt đời sống người có tu nghe đây là ý thứ nhất mình vừa gọi ra để quy kết lại dù rằng các vị mang thân phận của thinh văn tăng đang tu theo bát truyền nhưng các vị nên nhớ rằng trong ta có phẩm chất để trở thành những vị bồ tát tăng trở thành những vị thiền tăng và tiếp độ hàng phàm phu tăng trở thành thánh chất như chúng ta Điều thứ hai, tại sao hàng Thinh Văn Tăng có điều kiện như thế này? Thưa các vị, Thinh Văn Tăng học vô Thánh Tạng như là đọc vào Kinh Văn Đại Thừa, thăm dò vô cái phần lục pháp hòa kính thôi thì các vị đã thấy cái điều này hiển hiện rất rõ nha. Ví dụ, hôm trước mình có dẫn ra cho các vị nghe một cái văn bản gọi là Pháp Giới Thứ Đệ đây là một văn bản kinh khá hay. Học hơn ra, lục hòa kính pháp không giống như tinh thần kinh văn Nikaya. Cũng không giống gì với cái văn bản là tổ đình sự quyển nha. Họ ghi thế này. Một là giới hòa đồng kính hay là đồng giới hòa kính. Một hai là đồng kiến hòa kính ba đó là đồng hạnh hòa kính bốn đó là thân từ hòa kính năm đó là khẩu từ hòa kính sáu đó là ý từ hòa kính Các vị nhìn qua sáu hòa kính của Pháp giới thứ đệ Mình xin thưa lại, đây là nền tảng kinh văn nghe Chứ không phải là từ trong luật tạng chế định và nếu tri nguyên ra thưa các vị tất cả cái nền tảng luật tạng chế định đó từ cái gốc của kinh văn cả cho nên không lạ lùng chi họ giáo phát truyền họ trích những cái nền văn học về cách ứng xử từ nền tảng kinh văn là như vậy và khi họ trích từ nền tảng kinh văn để sử dụng nó trong cái sinh hoạt dạ lao thì rõ ràng rằng là nó đã biểu hiện được một cái tầng cao của tri thức một cái tầng cao của tu tập và tầng cao sự chứng ngộ khác biệt so với thiên văn ta dễ hiểu nhất các vị nhìn thấy sáu món quà kính này nó không có cái chuyện lợi quà đồng quân. Phải không? Không có chuyện chia chán sao lật vặt. Anh có cái áo, tôi có cái áo. Và anh có miếng ăn, tôi có miếng ăn. Anh có vài ba đồng bỏ túi thì tôi cũng phải có vài ba đồng bỏ túi. Cái kiểu là sao chủ nghĩa? Không. Không hề có chuyện đó nơi đây nha. Đấy. Giới quà đồng kính. Tức là đồng giới cho nên quà kính đồng kiến cho nên hòa kính, đồng hạnh cho nên hòa kính. vì thân thuần thiện, thuần thiện có nghĩa là từ bi ha, tức là thân luôn an trú trong tự niệm, đứng đi ngồi nằm luôn trú trong tự niệm, cho nên người ta hòa kính. khẩu luôn hòa kính là vì không mở một lời làm tổn thương, không mở một lời làm xúc phạm, không mở một lời mỉa mai tách cứ. Cho nên họ sống với nhau rất hòa kính. Không có cái chuyện là mở miệng ra nói ngọt như mới lùi nhưng mà tâm thì tràn đầy mũi nhọn. Do vậy cho nên cái nền tảng cuối là ý hòa kính nghe, ý tự hòa kính. Nhìn ngoại vi, các vị đã thấy rằng là cái nền tảng của sáu pháp hòa kính của Phật giáo Đại Thừa Hàng Thinh Văn Tăng họ thọ, họ thọ trì đó. Thưa các vị, nó có cái chiều sâu nhất định cho nên không trách chi cái nền văn học phật giáo bắt truyền á họ tự hào họ là đại thừa nó không sai lắm đâu nghe ngay đây là nhìn ra rồi cái nền tảng tu tập của họ đặt trên tâm thức đặt trên trí tuệ đặt trên thay đổi tư duy chứ không đặt trên cái bình diện là sinh hoạt đời thường nhìn ngắm về những sinh hoạt đứng đi nói cười ngắm nhìn về sự thọ dụng từng ngày không họ không đặt cái đó là vấn đề quan trọng đó là nhìn ngoại vi của lục hòa kính của phật giáo đại thừa hay của tinh thần pháp giới thứ đệ kinh văn chúng ta đã nhận ra cái điều biểu hiện rất rõ nơi đây thế để đi vô từng chi tiết thì các vị sẽ thấy rằng là rất là là sâu sắc nha đồng giới hòa kính nghĩa là gì thưa các vị những vị bồ tát học pháp đại thừa liễu đạt được Ba cõi vốn không tử sinh như mộng mị tất cả mọi hiện tượng đến đi thưa các vị nó đều là bọt bóng nổi lên nhưng mà cuối cùng nó đều an trú lại nơi pháp giới tánh cho nên không có gì sinh không có gì diệt không gì mất không gì còn trên nền tảng của tánh không mà nói là nghe thế nhưng điều quan trọng bồ tát quan sát thấy mọi chúng sinh giữa trần đời này đành rằng căn cơ có khác biệt nghiệp thức có khác biệt họ đi vô tu họ có những cái trình độ sai biệt không có hài hòa thế nhưng mà thưa các vị bản chất của mọi con người đó đang đến cuối cùng đều thành tựu quả gì phật do vậy cho nên dù rằng giới của tăng chúng có so le tập khí họ có khác biệt thế nhưng mà các ngài mở đại bi tâm dung hết được mọi người không hề chấp cứ, không hề buồn phiền bản thân của ông, nghiêm trì tỉnh giới. Thế nhưng mà không nhìn những cái sơ hở, lỗi lầm vụng về của người khác mà chê trách, mà phỉ bán, mà trừng trị, không có chuyện đó. Cho nên gọi là giới hòa đồng kính nga, hay là đồng giới hòa kính nga. Điều thứ hai, đồng kiến hòa kính là chi? Thưa các vị, họ nghiệm ra điều rằng, khi thể ngộ được ngay như thân sinh diệt có cái bất sinh diệt tuy nhiên mỗi con người đến trần gian này tùy vào cái tập khí họ dày hay mỏng vô minh của họ sâu hay cả nhân duyên của họ đủ đầy hoặc thiếu thốn họ có thể thể ngộ điều này ngay kiếp này hoặc những kiếp tương lai ngay kiếp này có thầy sáng có bản lành có niềm đam mê tu tập và thể nghiệm được thì họ chứng nghiệm được pháp thân Thế nhưng mà họ chưa chứng nghiệm được thì họ sẽ thành tựu điều này. Họ có tri kiến như Phật do vậy cho nên các ngài dù thấy cái kẻ phàm phu ngu si không có khả năng sống đời sống tịnh hạnh và không có khả năng vươn đến chiều cao để hiểu được điều Phật dạy. Nhưng mà với cái nhìn của vị Bồ Tát thấu đạt đạo lý cho nên họ luôn nhận diện rằng trong mỗi con người đều có Phật tánh gọi là đều có tri kiến Phật chân chính do vậy cho nên họ sống với mọi người rất hòa kinh thế thì các vị thấy cái sự khác biệt ở đây rất lớn là so với sáu pháp lục hòa của truyền thống tinh văn mà chúng ta thọ nhận nghe đồng hành nói chí nghiệp có sai biệt Do vì tập khí chúng ta mỗi người mỗi khác Do vậy cho nên có anh thì tham Có anh thì sân, có anh thì si Trong quá trình tu mình gột rửa Thưa các vị thì cái phẩm hành của mình nó không giống nhau Có ông thì nói ra thì người ta yêu mến Có người mở miệng ra thì như chim cú kêu Cho nên người ta không ưa Thân khẩu ý đều khác biệt về nghiệp biểu hiện Thế những cái nền tảng làm thành nghiệp này Thì thưa các vị nó là nền tảng của tâm phận vô niệm phía dưới Tất cả những điều nổi lên trên Chẳng qua là sống lớn, sống nhỏ Chẳng qua là bọt biển chạy tới chạy lui Nó sinh nó diệt theo với cái điều kiện nhân duyên của gió thổi Nhưng bản chất của biển thì chưa bao giờ Là nó cùng cũng ba nào cả Cho phép yên lặng thì thưa các vị Mặt biển bên mau Như cái chi? Như đại viên cảnh trí như lai do vậy cho nên thưa các vị họ nhìn ra rằng là mọi loại nghiệp thức chúng sinh mọi loại cấu quế trong hàng tăng bảo thưa các vị chẳng qua nó là sự biểu hiện nhất thời nhưng mà cái bản chất của tất cả con người đến công trình tu tập hướng thượng ấy đều có cái nền tảng tâm phật bất động luôn nằm sẵn phía dưới chỉ có điều nhân viên họ ngộ sớm hay muộn mà thôi do vậy cho nên họ nhìn mọi người họ đều nhìn bằng con mắt là đồng phạm hạnh cả chứ không phải như chúng ta đồng phạm hạnh nghĩa là anh phải giữ giới như tôi nè anh phải ăn một buổi một ngày buổi như tôi nè anh phải ít ngủ như tôi nè anh phải siêng năng thời khóa như tôi mới đồng hạnh thiếu điều này không phải đồng hạnh do vậy thưa quý vị cái nền tảng bồ tát đạo ba phần đầu đã thấy năm sau rồi nghe thứ tư thân từ hòa kính thưa các vị cũng trên nền tảng của tâm bồ đề nền tảng của phật tánh họ nghiệm ra được điều rằng là thân tướng nào cũng tùy vào phước nghiệp trong quá khứ hiện thành do vậy cho nên mới với một hình hài đoan chính ngũ quan đẹp đẽ dễ coi do gì phước quá khứ đã tạo rất nhiều cho nên kiếp này được hiện như vậy được biểu hiện như vậy cho nên có khi người đó không cần làm gì biểu hiện ngoài hiện hạnh nhưng mà tâm của họ đủ làm thành sức chinh phục năng lực tự ái của họ nó luôn lan tỏa đến người thế nhưng mà người không đủ nhân viên hoặc phước điền trong quá khứ chưa đủ đầy thì họ sẽ làm được điều rằng là công trình tu tập của họ dần dần họ làm cho ánh sáng của tâm họ được biểu hiện năng lực từ bi của họ nó sẽ theo với năng lực trí tuệ do tu tập mà biểu hiện hai điều này sớm với muộn cũng thành tựu vậy tại vì bản chất của mọi con người đều có tánh phật bên trong do vậy cho nên họ cư xử với người lành hay người không lành bằng một tâm từ ái kính trọng và yêu thương cho nên gọi là thân từ hòa kính khẩu từ cũng vậy nghe khẩu từ là chế Đôi khi mình học vỏ vẽ ba mớ cái chuyện ngoại phi thôi. Nói nhau, nói một lời rất là dịu dàng, ngọt ngào trước mặt. Thế là sau lưng người ta thì mình đã nói xấu người ta rồi. Quá, <laughs> thâm sâu hơn. Miệng thì nói như vậy nhưng lòng mình nghĩ khác. Thì thưa các vị, cái này chúng ta học cái vỏ về từ ngữ. Học cái vỏ về ái ngữ chứ còn cho ta chưa học được cái nền tảng thâm sâu của ái ngữ nó phải được biểu hiện từ từ của ý và hình hình thành ái ngữ nha cho nên thưa các vị khẩu từ hòa kính hà nghĩa rằng là từ cái nền tảng có tu tập từ nền tảng trí tuệ hiểu được đạo từ một pháp môn tu tập hài hòa cân bằng thân tâm nó nhiều yếu tố nghe từ thân từ tâm làm thành sự hài hòa từ thân từ tâm làm thành sự tự ái cho nên cái năng lực sử dụng miệng của ta thưa các vị nó không có xung đột, không có trừng trị, không có bất an. Càng không cần biểu hiện cái chuyện nói năng phải thì thào hòa kính gì cả. Thưa các vị, lời nào chẳng hòa? Lời nào tuôn ra từ trái tim yêu thương, từ lòng độ lượng thì thưa các vị, lời luôn từ đó. Dù anh rầy người ta, nhưng mà trái tim anh tràn đầy bi mẫn thì lời rầy ấy thưa các vị, dù lời có mạnh mấy nhưng mà vẫn là lời tự ái nghe hãy học những điều này từ căn để bằng không thì chúng ta cứ nghĩ ái ngữ là phải nói nhau nhẹ nhàng đừng làm mất lòng nhau nhưng mà thưa các vị có những điều rất cần sự chân thật phê bình phán xét thẳng thắn thì chúng ta mới có thể giúp cho những người bạn của mình giúp cho người đồng phạm hạnh của mình phải nhận ra những điều cần thiết thương nhau cứ bảo là thương, ghét nhau cứ bảo là ghét ấy thế mà dễ sống hơn nghe, đừng có chuyện lòng thì đầy gai nhọn mà miệng nói thương nhau, thưa các vị cái điều này vô cùng là lừa bịp nhau cho nên cái nền đẳng căn bản của Phật không phải là cái chuyện ái ngữ bên ngoài và cuối cùng ý từ là gì? Cả nhất nhắc ý từ là thưa các vị tâm luôn niệm từ ra là ý từ. Hay nói cái từ của Phật giáo Nam truyền ta dùng đó là chi? Thưa các vị là vận dụng niệm tâm từ hay là hay là rải tâm từ đó. Xin thưa, từ ý ở cái phần này là từ trên cái bình diện cạn của tâm thức sinh diệt thôi nghe. Mỗi ngày tôi chấp tay tôi hướng về người thân, tôi cầu nguyện là người thân tôi được an lạc người thân tôi được khỏe mạnh người thân tôi được hạnh phúc người thân tôi được sống dài dùng năng lực ý thức này dùng sự tưởng tượng của tâm này hướng về người ta thương yêu đó là mẹ ta bố ta anh ta chị ta em ta bằng hữu của ta người thân của ta bạn đồng phạm hành của ta dùng câu nói lầm thầm trong tâm thức hướng về người dùng sự tưởng tượng của ta hướng về người như một vùng mây như một vùng sương mù phủ kín đời sống người kia đây là cái cách đầu tiên người ta vận dụng để dắt dẫn ý thức đi về chiều hướng càng ngày càng phát tâm lành nếu người tu chúng ta mà chưa từng làm được điều này thưa các vị nói thương yêu dường cho chúng ta nói cho vui thân nghe chứ mà chưa thể phát khởi được tâm chưa thể giao tiếp được chưa thể bắt sống được để cho người ta có thể cảm nhận được mình nghe Tâm sinh diệt thưa các vị Nó có một lực dụng rất mạnh Là khi các vị nghĩ về ai Thì người kia liền đón nhận cái tần số Của các vị hướng về Do vậy cho nên Một thời kinh tụng xong hồi hướng mình đừng nghĩ rằng cái chuyện hồi hướng cho ông A bà B cầu cho hết bệnh đó là chuyện của cái ông chủ trì hoặc là người sám chủ đọc cái văn bản đó lời đó cái câu sớ đó không nghe toàn cả hội chúng tụng kinh xong một người đại diện cho đại chúng là hôm nay con đem công đức tụng kinh này hồi hướng về cho ông a bà b nương thần lực của tam bảo siêu sinh về cảnh giới an lành các vị cùng một tâm như vậy hướng về gọi là dĩ khẩu đồng tâm nghe chứ còn mình đừng nghĩ rằng cái chuyện đó của ông kia cho nên cái giờ hồi hướng là chư tăng buông xuôi không có cần chú tâm thưa các vị không giờ tụng kinh có thể các vị thất niệm các vị làm việc lặt vặt chi đó hoặc sửa cái y cái áo hoặc là xếp lại trang kinh nhưng một cái giờ hồi hướng của vị trụ trì các vị phải nghiêm túc chắp tay cùng một lòng hướng về đây là cái cách làm chi vậy thưa đại chúng cách niệm tâm từ cách rải tâm từ không phải rải cho người không nghe khi ta phát ý thương mến ai khi ta phát ý cầu cho ai được an lạc được hạnh phúc được khỏe mạnh được sống dài chính bản thân ta đã có được điều đó là nghe cái điều này vô cùng dễ hiểu khi các vị ghét người người ta chưa chết mà các vị chết trước tại vì cái tâm ô uế cái tâm nhiễm bẩn cái tâm ác pháp Dấy lên bên trong các vị tự mình quý vị mình thôi thế cho nên niệm tâm từ nó là cái phần cạn của tự ý thế là phần sau là gì không cần dùng ý thức này không cần dùng tưởng tượng này trạng thái tâm trú trong thiền định và luôn bình ổn luôn hài hòa và luôn tương ứng với năng lực từ bi của mười phương chư như lai gọi là từ ý hòa kính do vậy đạt đến tầng cạn hay tầng sau chi thành tựu được điều này thưa các vị những pháp lục hòa của hàng bồ tát đạo tự nhiên thành tựu từ sáu giải thích này là chúng ta quy về Thưa đại chú Mình vừa nói là hàng thinh văn tăng Học theo pháp của truyền thống nam truyền Không có khả năng đi vào tinh thần này Tại vì các ngài ít nhiều gì Đố kỵ cái tinh thần của Phật giáo Đại Thừa Coi kinh văn Đại Thừa Không phải là Đích thực từ Đức Thế Tôn Thuyết Do vậy cho nên Lòng của các ngài có khi rất là cực đoan Về một pháp hành trì của truyền thống Nikaya chỉ có hàng Thinh Văn Tăng thuộc hệ bắt Truyền thì bước vào tầng Phạm Phu Tăng chuyển hóa Phạm Phu Tăng hoặc từ hàng Phạm Phu Tăng bước vào hàng Thinh Văn Tăng của truyền thống bắt Truyền thì có khả năng thay đổi chính mình làm thành một vị Thinh Văn Tăng hoàn thiện làm thành một vị Bồ Tát Tăng hướng về quả đại thừa làm thành một vị Thiện Tăng đà nàng đi vào con đường thiền định hoàng hóa những pháp môn khác biệt nhưng mà có khả năng mở cánh cửa phương tiện để có thể làm thành một vị luật sư làm thành một vị khai tông lập phái truyền thống tỉnh tông điều này dẫn dứt thưa các vị vị tổ mà truyền thống tịnh độ giờ đang thờ phụng, và cả một cái bề dày truyền thống tịnh tông đang hương thịnh cho tới tam thời hệ niệm của ngài Người tỉnh không thưa các vị từ nền tảng của thiền sư gì các vị biết không từ ngày vĩnh minh duyên thọ tưởng cũ này nghe xa xưa ngày quay diễn thưa các vị ngày không lưu lại gì về cái nghi quỷ hành trì cùng cái lý giải tốt nguồn tốt đáy từ bước niệm a di đà phật đang đến Tự tâm di đà, di tâm tịnh độ Tới cái thời của Ngài Vĩnh minh viên thọ Ngài khai triển, hoàn thiện Cái hệ thống của tâm tịnh độ Thậm chí Cái ngày lễ mà chúng ta gọi rằng là di, Lễ dưới ai di Ay đà đó là cái lễ vía của Ngài Vĩnh minh viên thọ Các vị đọc cho lịch sử Để hiểu điều này <laughs> Tóm lại Sáu pháp khả niệm Những cái phần từ kinh văn Nigaya từ những cái phần rất hiện thực của tổ đình sự quyển các vị tổ thiền tông tuyển thưa các vị nó là cái ngoại vi nó là cái vỏ trong khi cái nội dung sâu thẳm của sáu pháp hòa kính này tức là sáu pháp lục hòa cộng trụ này thưa các vị nó có cái nền thâm sâu từ pháp giới thứ đệ kinh và sáu điều này thưa các vị nó lý giải được rằng cái hàng thinh văn tăng của Phật giáo mất truyền qua các nước như Trung Hoa, Nhật Bản, Hàn Quốc, Việt Nam, vân vân thưa các vị. Nhìn một cách tổng quát thì đành rằng có những cái chia rẽ nhất định. Thế nhưng cái chuyện dành chùa viện ta chưa nghe nghe. Đành rằng có chia ra tới 10 tông. Và gọn lại thì còn ba tông là này thiền, này tỉnh, này mật thế nhưng mà thưa các vị ba tông này chừng như là trong những cơ sở rất lớn của thiền tông có khi qua nhiều đời tiêu trầm rồi những vị tịnh tông họ về khai tông lập phái họ xây dựng họ củng cố lại những nhà lam ấy và có những cái chùa tịnh tông vô cùng hưng thịnh đương thời sau đó bị chiến tranh tàn phá đi ngang qua dòng sử liệu bị biến động lịch sử làm cho suy trầm sau đó thì những vị thiền tăng về nơi đó làm thành cái sự trung ương cho nên các vị dõi theo cái chiều dài đó phải cái tới hôm nay ta nhìn một cách tổng quát thì thưa các vị từ nền tảng này cho nên nó làm thành cái chất liệu của chư tăng trong hội giáo phát triển đành rằng có phân hóa đành rằng có chia tăng lập phải nhưng mà cái tính chất tranh chấp phân hóa dường như rất nhẹ đây là một cái kết của chúng ta về sáu pháp ca điểm nha thưa đại chúng là chúng ta đi đến cái phần kế tiếp mình nói về hiện tình tăng đoàn phật giáo đây là phần thứ ba la mã nha cái vấn đề này khá linh tinh đây các vị chịu khó đọc rất là nhiều và theo như mình biết á Thưa đại chúng rằng có một bộ lịch sử Phật giáo của nhiều quốc gia Và cái người viết nên bộ lịch sử Phật giáo này rất đáng tin tưởng nha Các vị biết rằng là Trần Quang Thuận có một bộ Đây là người Việt gốc sư <laughs> Ông có cái gốc tu và nếu ông không có trở thành một người học giả thì chúng ta là những hàng hậu học lại ông cũng đủ chết tại vì ông tương ưng với các vị hòa thượng của đất thần kinh bây giờ cỡ như ngài thiện siêu tức là ngài trí đức vân vân và cái công ông đóng góp rất lớn từ các vị phật giáo lịch sử phật giáo trung hoa ấn độ miến điện triều tiên và dường như phật giáo việt nam mình quên kiểm tra có hay không nhưng mà một pho sách viết về lịch sử phật giáo đây là mình giới thiệu cho các vị biết cái vấn đề chúng ta là hiện tình tăng đoàn sinh hoạt này Thế các vị nó liên hệ với một cái mảng lịch sử rất lớn nghe cho nên gợi ý thôi và tôi không biết rằng là các vị có nhiều thì giờ và có niềm đam mê đọc vào những loại sách lịch sử này hay không thì tôi không biết nhưng mà cái việc làm của mình đó là giới thiệu để cho đại chúng nếu có đam mê thì đi vô để các vị đối chiếu lại những cái sinh hoạt của Phật giáo và chúng ta từ đó lấy ra một cái nhìn trong góc nhỏ chúng ta là cái tình trạng phân hóa Rồi cái tình trạng hòa hợp và cái tình trạng lợi và hại của hai vấn đề nó ra sao thôi. Thế rồi mình đi vô từng phần. Chia ra hai nét này. Nét thứ nhất, các quốc gia Phật giáo Nam Truyền. Cái điều đầu tiên mà các vị ghi nhận rằng là hoàn cảnh địa lý. Cái từ bây giờ nó gom lại rất hay nghe Cái từ bây giờ nó dùng là địa chính trị. Nó hàm nghĩa rằng cái sự vận hành của một đạo phật bất cứ đặt trên quốc gia nào thì nó đều đặt trên cái nền tảng của địa lý nơi đó văn hóa nơi đó và sự biến động chính trị của quốc gia đó và cái điều này thưa các vị khi các vị dùng cái lăng kính này các vị nhìn tất cả những cái sinh hoạt đạo phật của các quốc gia mà đạo phật đã từng có mặt thì các vị thấy không một quốc gia nào vượt thoát điều này dù rằng dù rằng phật giáo nam truyền được gọi là một đạo phật nguyên thủy nhất duy trì được sắc thái nguyên thủy từ sau khi thế tôn niết bàn tới hôm nay nhưng không vì cái tính bảo thủ như vậy mà đi vào những quốc gia như thái lan miến điện tích lan lào campuchia mà không ít nhiều đổi thay vài nét để tương hợp với cái điều kiện địa chính trị của cái vùng quốc gia đó nó phải như vậy nha nó phải như vậy thôi à không kháng được biến động lịch sử quốc gia hưng hoặc thịnh thì đạo phật cũng hưng thịnh theo và hoàng đế ngưỡng mộ đạo phật dùng đạo phật như một nền tảng văn hóa, một nền tảng tâm linh, một nền tảng đoàn các dân tộc, thì Đạo Phật lúc bây giờ trở thành một tôn giáo đắc địa, có thế lực và chư tăng lúc bây giờ làm được rất nhiều việc. Rồi vào một giai đoạn, những vị hoàng đế cảm thấy thế lực Đạo Phật rất đáng sợ. Có số chư tăng dường như là họ muốn là thao túng luôn cả lĩnh vực chính trị, cho nên những vị hoàng đế ấy phải cắt đi cái phần sức mạnh đầu nguồn của đạo Phật tức là một là triệt tiêu những vị lãnh đạo Phật giáo trong thời đó hai là bằng cái mưu đồ chính trị hùng vẽ lệch đi cái định hướng của Phật giáo sinh hoạt thế cho nên không có một đạo Phật trên một quốc gia nào không bị cái điều kiện địa chính trị này ảnh hưởng cả ảnh hưởng lớn nhất là chiến tranh loạn lạc bất an nó làm thành cái sinh hoạt đạo Phật cũng tùy thuận với điều kiện như vậy để hình thành những cái phương pháp tu tập những lời dạy dỗ để đạo Phật tồn tại trong điều kiện xã hội như vậy thế rồi vào giai đoạn lịch sử Phật giáo hưng thịnh đó là những giai đoạn đất nước nó thái bình những giai đoạn đất nước đó không có nạn tai hoạn quả không có sợ đói nghèo không có chiến tranh con người ta muốn vương đến tầm cao của đời sống thì thưa các vị lúc bấy giờ có những bậc tài tuấn trong tăng giới mà xuất hiện làm thành những dòng trải lý giải đạo phật nó khác biệt với hoàn cảnh của đạo phật trong giai đoạn chiến tranh nghe do vậy thưa đại chúng rằng là các quốc gia phật giáo nam truyền điều thứ nhất mình định nghĩa rằng là mọi đạo phật nguyên thủy tự hào rằng nguyên thủy mấy đi nữa nhưng mà chắc chắn rằng nó không nguyên thủy như thời Thế Tôn tại tiền. Tại vì ít nhiều chi đặt chân vào vùng đất ấy, chịu ảnh hưởng văn hóa dân tộc ấy, cơ chế chính quyền ấy, để tồn tại cho nên ít nhiều đạo Phật nó cũng có những nét đổi thay nhất định từ trong sinh hoạt của họ mà thôi. Đây là điều thứ nhất, mình nói về hoàn cảnh địa lý đã ảnh hưởng đến cái sự sinh hoạt đạo Phật. Từ đó, nó có thể hình thành một đó là cái sự duy trì được cái nền tảng như Đức Thế Tôn còn tại tiền không có sự phân hóa không có sự tranh chấp hai đó là họ có phân hóa có tranh chấp nhưng mà họ phát triển theo chiều hướng có phân hóa nhưng mà vẫn tiến bộ vẫn làm thành sự đóng góp nhất định rất lớn lao về đạo Phật người ta chia hai sự phân hóa nghe mình nói điều này trước một, đó là sự phân quả làm thành sự thăng hoa. Hai, phân quả làm thành sự thối đỏ. Thế nào là phân hóa làm thành sự thăng hoa? Đây là cái trường hợp. Đạo Phật lớn mạnh, thành phần tăng tài, có những vật thánh trí, có những vật chứng nghiệm được thánh quả, có những bậc tái lai đó là bồ tán tái lai hoặc hàng sinh văn tăng tuyệt vời nhất có mặt trong cái sinh hoạt tăng đoàn do vậy cho nên các ngài tùy thuận vào nhân duyên của địa chính trị này hình thành những cái sinh hoạt nó tương hợp với sự phát triển xã hội cho nên họ có phân hóa nhưng mà thưa các vị như cành cây có thể chia ra nhiều nhánh nhiều cành nhưng mà cây này cành này qua trái của nó lá của nó cành nhỏ cành lớn của nó đều lấy sức sống từ cái gốc của cái thân mẹ của cái cây do vậy cho nên phân hóa nhưng thăng hoa vẫn lấy nền tảng giáo pháp của đức phật làm căn bản không dám đụng đến những pháp quy quan trọng của chế định từ điều kiện này thưa các vị cho dù họ có phân ra là một ngàn cành nhỏ nhưng mà cành nào cũng tươi tắn cành nào cũng sum xê cành nào cũng lá xanh cành nào cũng hoa đẹp cành nào cũng trái lành cả nghe do vậy cho nên đây là sự phân hóa mà nó thăng hoa mình thưa với các vị hai ý rồi nghe ý thứ nhất hoàn cảnh địa lý chiều dài của lịch sử nó làm thành sự phân hóa là điều tất nhiên nghe điều thứ hai sự phân hóa nó làm thành hai nhánh một nhánh là thăng hoa còn nhánh đó là thối đỏ Rồi thế nào là sự phân hóa làm thành sự thối đỏ thưa đại chúng cái nhánh này nó phân hóa là do vì cái hạt mầm ung thư hoặc chùm gởi có mặt trong thân cây đó là mình dùng cái từ bóng bảy <laughs> dùng cái từ thực tiễn đó là do vì một nhóm tăng sĩ không có tu chạy theo đời sống dục là chạy theo đời sống lợi danh bị thế lực xã hội này một là những người giàu hai là những kẻ có thế lực chính trị nó muốn thao túng nó muốn dắt dẫn nó muốn lợi dụng nó đủ chiêu trò đủ chiêu trò nó vẽ lái những người tu hành mà không có cái phẩm chất nó vẽ lái những người tâm mùa đệ không đủ vững những người tăng sĩ và cái trình độ học phật không có ra làm sao cả ưa khoe mẽ với đời thích được trào cao thích được nổi danh thì thưa các vị nó làm thành sự phân hóa thối đỏ mà thành phần này xuất hiện rồi thì thưa các vị như một cành cây tách riêng ra mọc trên thân cây nhưng mà không buồn tiếp nhựa sống từ thân cây cho nên cái tình trạng này tình trạng tự mình làm thui chột tự mình quỷ hoại tự mình giết mình nghe cho nên nên nhớ hai sự phân hóa Một chấp nhận được Hai không chấp nhận Và sự chấp nhận này Thưa các vị Nó không phải là đợi thời gian Để phê bình phán xét gì cả Hãy nhìn vào những hiện tượng Của một số đời sống tăng bảo Và họ có thể rời trung tâm tu học ra xây dựng một dạ lam tự viện nhưng mà họ vẫn còn duy trì được cái gì? cái này quy chiếu lại vấn đề thực tiễn để chúng ta nhìn đời sống của chúng ta nghe vẫn còn duy trì được cái tình linh sơn pháp lữ hay nói cách cụ thể hơn là dù anh có ăn nên có làm ra có xây chùa cao có tạo phật lớn thế nhưng cái sự trung hậu vẫn còn cái sĩ chung vẫn có nghe vẫn còn coi vị thầy nhà quê cầu cạch đó là thầy của mình dù rằng ông thầy đó không có dạy mình chi nhiều cả Ông chỉ là một nhu cầu bắt cho mình đi vào chùa tu thôi Thế nhưng mà với con người như vậy Họ có lòng thủy chung Họ có cái tâm chất trực Họ có cái nền tảng lương tri Họ biết tàm biết quý Giản dị nhất vậy thôi Thì cái dòng chảy này sẽ phân hóa này Cái già lam tự viện tách riêng này Thưa các vị Vẫn tồn tại, vẫn hiên ngang, vẫn sống dai Và không trở thành cái chi không trở thành ung nhọt trong giờ dạ lam tự viện không trở thành một quái thai cho nên thưa các vị cái tình trạng phân hóa nhưng đây là sự phân hóa để làm thành sự trường thọ cho đạo phật đây là điều thứ hai mình nói về những quốc gia phật giáo nam truyền không lệch con đường này đâu nghe có nhiều chi nhánh có nhiều tinh xá có nhiều dòng tu đầu tiên có mặt ở thái lan sau đó có mặt ở nhiều quốc gia thế nhưng mà với đời sống tăng sĩ có chất liệu tu dù đó là hàng thinh văn tăng thuần không học giáo pháp đại thừa thế nhưng họ có cái nền tảng tu chất trực thì thưa các vị họ vẫn hiên ngang vẫn sừng sững vẫn thăng hoa vẫn là một sự đóng góp vô cùng to lớn cho đạo phật đây là hai ý mình nói về những quốc gia của giáo nam truyền liếc nhìn ngang qua thì hai điều này luôn có mặt nha. Điều kế tiếp. Ngoài cái hoàn cảnh địa lý, nó còn có cái nét đặc thù của quốc gia Phật giáo Nam Truyền đó là cái nét tích cực nha. Cái đặc tính tích cực. Thưa các vị, cái đặc tính tích cực Phật giáo Nam Truyền á, nó có cái chất rất là bảo thủ nghe. Đây cũng là nét tích cực đây do vì bảo thủ họ duy trì được cái sinh hoạt tăng già cộng trú đây là đang tích cực nghe vì bảo thủ cho nên cái sinh hoạt của họ là tăng là phải cộng trú điều thứ hai cái nét đẹp nữa là tăng vô những vật thanh bần nghe nhất bác thiên gia phạn cô thân vạn lý du thôi không có cái gì khác cả cái điều này nó làm thành cái sinh hoạt rất là tích cực điều thứ ba cùng học một văn bản kinh cùng tụng dòng pháp cùng sử dụng cái nguồn văn học Bali như nhau đây là đặc tính bảo thủ rất tích cực của họ tăng bắt truyền ở chúng ta ông thầy Trung Hoa tụng khác ông thầy Việt Nam tụng khác ông Nhật Bản tụng khác pháp y của ông sư đại hàng khác pháp y của Nhật Bản khác pháp pháp y của ông Trung Hoa khác pháp y của ông Việt Nam khác và Pháp y chúng ta tùy thời điểm mà nó đổi thay. Hồi xưa thì các thầy các cô đáp y cái màu vàng thưa cái vị vàng bông bí thôi. Vàng chói vàng nhạt thôi. Thế rồi bây giờ nó chuyển dần dần, bây giờ cái màu vàng nó sậm hơn, nó đầm thấm hơn, nó không có chói chang như ngày xưa. Rõ ràng là sinh hoạt tu tập chúng ta thưa các vị cái tính bảo thủ không có do vậy cho nên là ngay cái chuyện một bài kinh bát nhã thôi các vị có thể hình dung rằng là truyền thống sư ông lần mai tụng khác truyền thống cụ trúc lâm tụng khác rồi cái truyền thống cổ truyền với chúng ta thưa các vị mình cứ ma ha bát nhã ba la mật đa tâm kinh quán từ tại bồ tát ai làm gì mình làm rằng là, là người việt nhưng mà Chúng ta còn vẫn không đồng thuận về văn bản của bán giả dịch nữa. Đây là văn bản kinh có mặt hầu hết trong các thời tụng tập. Nhưng mà ta đâu đồng nhất đâu. Từ điều mình nói trở lại. Cái đặc tính tích cực của Phật giáo Nam Truyền nó có mặt trong những nét mình vừa nêu. Do vậy cho nên ta theo dõi một cái chiều dài Đạo Phật Nam Truyền. Cái tính tranh chấp nội bộ. Cái sự phân hóa dành nhau. Và cái sự bất đồng thuận về giáo pháp về luật tạng dường như chưa bao giờ xảy ra nghe đây là cái nét đẹp đẽ nhất của hồi giáo nam truyền của các vị sư nam truyền họ đặc thù là rất bảo thủ cho nên nó đưa đến được cái nét đẹp như thế này chúng ta mang cái tính phật giáo bắc truyền rất là cởi mở rất khai phóng tùy phương tiện độ sinh nhưng mà bên cạnh cái nét đặc thù như vậy nó có thể tương hợp với nhiều quốc gia và nó có thể sống còn được theo với điều kiện xã hội phát triển thế nhưng mà thưa các vị bên trong nó thì cũng có nhiều vấn đề để bàn tại vì nó sẽ đưa đến tình trạng là đôi khi trên cái đại thể thì chúng ta không có phân hóa thế nhưng mà trên cái mặt cạn trong đời sống bình thường á thì chúng ta lại rất ư là phân biệt với nhau chúng ta trở thành bất đồng thuận với nhau rất là nhiều vấn đề đây là mình nói về cái nét tích cực của Phật giáo Nam Truyền nha từ điểm tích cực này nó đưa đến một điều mà chúng ta thấy cái phần biểu hiện của nó thưa các vị dường như là không hề có đó là chi tất cả già lam tự viện vân vân thưa các vị đa phần không phải là sở hữu của chư tăng ngay cho nên chúng ta không nghe cái chuyện dành nhau về cái chùa <laughs> Chuyện này không có Chùa ở làng quê Chùa ở những trung tâm lớn Chùa quốc lập của quốc dương Thưa các vị Đều không phải của Chư Tăng Chư Tăng chỉ có Tam Y Nhất Bác Và Nhất Bác Thiên Gia Phạn Cô thân Phạn Đi Du thôi Do vậy cho nên cái tình trạng phân hóa Được biểu hiện như chúng ta thấy Trong Phật giáo bán truyền như không xảy ra trong khi cái điều này Phật giáo phát triển chúng ta thì dường như xảy ra như cơm bữa. Nhất là cái giai đoạn mà chư tăng càng ngày càng ít tu, giới luật càng ngày càng sơ sài, tâm bồ đề không được nuôi dưỡng, cộng với một bàn tay ngoại nhân thò vào. Thưa các vị, cái tình trạng phân hóa, tình trạng chia rẽ, tình trạng dành chùa vân vân, thưa các vị, nó là một nỗi niềm rất đau trong gia đình Phật giáo phát truyền nghe đây là nhân mình nói về cái đặc tính tích cực của Phật giáo Nam truyền chúng ta nói lây lan qua vấn đề này tuy nhiên cái gì nó cũng có hai phần của nó nếu nó có tích cực thì nó cũng có cái phần tiêu cực nhất định nha Phật giáo Nam truyền cũng có những nét rất tiêu cực nhìn ở cái bệnh viện xã hội thôi thưa các vị chừng như là nếu không có Phật giáo Bắc truyền thì Phật giáo Nam truyền chưa chắc chưa chắc đã có thể vững vàng đã có thể đóng góp lớn lao điều thứ nhất trong vô hình trung đành rằng trong sinh hoạt tăng già không có cái nét chi biểu hiện của Phật giáo Bắc truyền tác động và ảnh hưởng đến Phật giáo Nam truyền nhưng mà thưa các vị trong thầm lặng nhất định rằng là những cái sắc thái sinh hoạt hội nhập vào xã hội để tồn tại để thăng hoa của Phật giáo Bắc truyền ít nhiều chi nó cũng làm thành cái sự ảnh hưởng nhất định đối với Phật giáo Nam truyền từ vấn đề này ta nhìn ra cái tính tiêu cực của Phật giáo Nam truyền đó là gì Họ quá bảo thủ cho nên đời sống tăng già đó là một sự cách biệt rất lớn đối với xã hội Họ không cần cập nhật vào xã hội Bây giờ thì khác rồi nhé. Bây giờ thì các sư nam truyền vẫn có những người rất là cập nhật vào xã hội. Họ có thể vận dụng những cái phương tiện hoặc là những cái công nghệ của xã hội hiện tại để đi vào công trình hoàn pháp. Thế nhưng mà trong quá khứ thưa các vị dường như điều này không thể do vì cái tính bảo thủ cục bộ của họ. Tuy nhiên có những điều cái sự bảo thủ nó vẫn còn y nguyên như ngày xưa đó là chi đó là thưa các vị ví dụ như họ mua giá phi cơ ví dụ như họ đi đâu đó vân vân thưa đại chúng rằng là do vì cái giới luật không giữ tiền thế cho nên rất cần một người cư sĩ một người hộ đạo giữ tiền đụng đến đồng tiền mua vé vân vân thưa các vị đây là sự bất tiện trong đôi khi nó lại làm thành cái sự kỳ cục đó là xây dựng và lam tự viện đôi khi những cái chùa viện của các sư tây phương ổng vẫn phải xử lý đồng tiền nhé thế nhưng mà né tránh cái vấn đề giữ tiền thì nó làm thành cái sự kịch cỡm không cần thiết đây là cái nét tiêu cực tiêu cực thứ hai thưa các vị nó tạo thành có nhiều khi là nó tạo thành một cái sắc thái gọi là rất cực đoan nha. Mình nhìn điều này, dường như cái điều này quốc gia nào cũng có, nhưng mà đôi khi nó rất là cực đoan ở những quốc gia nam truyền. Nó biểu hiện trong một cái sinh hoạt xã hội đời thường, đó là cái vị biết rằng mà một đất nước Phật giáo là quốc giáo như đất nước Campuchia từ bé tới lớn tất cả người con trai đều đến chùa tu năm ba tháng qua năm ba ngày hoặc xuất gia tùy theo điều kiện của họ tức là tất cả người dân campuchia họ đều làm sư tăng trong một thời gian nhất định để được xác nhận đây là người con trai thế nhưng những biến cố lịch sử xảy ra thì ta nhận ra một điều rằng là đất nước này thưa các vị cái sự cực đoan của họ dường như nó rất là lớn lao do vậy cho nên một khi khờ me đỏ họ nắm được chính quyền ít lâu thì cái chuyện tàn sát dân campuchia xảy ra rất ư là kinh khủng gần như muốn diệt chủng campuchia đó là cái mặt rất ư là bảo thủ rất ư cực đoan nó có cái nền từ tâm thức con người mà tâm thức con người thì nó từ ảnh hưởng của cái dòng văn hóa và văn hóa một đất nước thì nó lại sinh ra từ cái nền tảng tôn giáo nghe cho nên thưa các vị cái đặc tính tiêu cực này nó nó chảy dài xa hơn thì cái ngọn của nó tức là cái đuôi của nó là nó làm thành rất là nhiều cái sự cực đoan như vậy cái cực đoan về lĩnh vực nào đó thì rất là tốt thế nhưng mà một lĩnh vực nào đó thì thưa các vị nó đưa đến một cái sự có khi nó rất ư là là, là tai họa cho con người đây là cái nét thứ hai mình nói về cái tính tiêu cực ở trong cái dòng chảy Phật giáo nguyên thủy. điều thứ ba, thưa các vị, cái đặc tính tiêu cực của Phật giáo nam truyền đôi khi nó cũng xảy ra rất là đương nhiên, đó gì, là mỗi con người coi cái việc đi vào chùa đó là một sinh hoạt rất là tự nhiên của một truyền thống văn hóa của đất nước. do vậy tuyển được một vị tăng thật sự có cái tâm bồ đề ham tu có năng lực trí tuệ và có một niềm đam mê tu tập thật sự dường như cái điều này nó mang cái sắc thái rất chung chung thôi nghe trong khi phật giáo bắt truyền thì nó lại khác cái chuyện tu của anh nó không đơn giản rằng là vì bổn phận sinh ra làm con người cho nên anh phải đi vô chùa tu cái điều này nó đặt ra là do vì cái niềm thiết tha của anh căn cơ anh chính mùi trình độ tri thức của anh đến một đỉnh nào đó khả năng giác ngộ nơi nội tâm anh nó vươn đến một cái chiều kích nào đó cho nên anh phát tâm tu và khi phát tâm vô cửa chùa rồi qua năm lọc mười lừa sàn đi sàn về rồi mới được tu chứ có đơn giản đâu cho nên thưa các vị nó làm thành cái sự tích cực để tuyển tăng trong khi cái thành phần của Phật giáo Nam truyền thưa các vị cái sự tích cực trong thành phần tuyển tăng dường như nó ít có giống như truyền thống Bắc truyền mình chưa dám nói hay giỏi gì nữa đây nha nhìn ở cái bên ngoài thôi cái lớp vỏ thôi mình thấy hai sự khác biệt này rõ ràng rằng một bên á thì nó không có một cái sự sàng lọc nhất định do vậy cho nên thưa các vị có thể là cả nước làm tăng Thế nhưng mà tuyển được thành phần ưu tú, tuyển được một vị tăng. Thật sự thì dường như nó lại có sĩ số, số không cao lắm. Còn một bên, á, thưa các vị thấy thì cửa chùa rộng mở. Nhưng mà đi vào trong cửa chùa rồi thì năm lọc mười lừa nghe. Do vậy cho nên tuyển tăng, cái phương pháp và giáo bắt truyền dường như khá là khá là sàng lọc. Tuy vậy Thế nhưng mà vẫn không có lọc hết được Cho nên sau một giai đoạn tu rồi Nó còn có một quá trình tự lọc nữa Tự thanh lọc Từ hộ pháp thiện thần thanh lọc luôn Anh nào thực tu Thì có muốn đi ra Hộ pháp thiện thần cũng chặn cổ không cho ra Anh nào thưa các vị không đủ phẩm chất Thì dù ở trong chùa Nhưng mà ngày sách cổ ngày liễn nó ngoan nghe Cho vậy cho nên thưa các vị Hai sự khác biệt Nhân nói về các quốc gia phật giáo nam truyền rồi mình nói một chút về phật giáo bắc truyền để các vị nhận diện về đi lại đây là ba nét thêm một nét nữa nét thứ hai ở phạm vi rộng phật giáo bắc truyền các quốc gia phật giáo bắc truyền bao nhiêu quốc gia phật giáo bắc truyền Thưa đại chúng, cái ảnh hưởng của dòng văn học Hán Tạng đi tới đâu là Phật giáo phát truyền đi tới đó nghe. Tây Tạng, Trung Hoa, Nhật Bản, Đài Loan, Việt Nam. Và bây giờ thì ở đâu nữa? Mỹ Châu, Âu Châu, vân vân Thưa các vị, gót chân của Phật giáo phát triển như trái rất rộng. Điều thứ hai, gót chân phật giáo phát truyền đi tới đâu thì nó đa sắc thái chứ đâu có một sắc thái nha. Ông thầy Nhật Bản khác, ông thầy Đài Loan khác, ông thầy Việt Nam khác. Điều thứ ba, thưa các vị, phật giáo phát truyền thâm nhập vào rất nhiều lĩnh vực chứ không phải chỉ có một lĩnh vực là ông thầy tu. Có những vị tăng của phật giáo phát truyền từ dòng tu của Mật Thừa ông trở thành một nhà, một nhà kinh doanh kim cương. kinh doanh kim cương. <laughs> cái bộ môn này không dễ đi vô nghe. thế nhưng mà, một vị sư của phật giáo mật thừa trở thành một nhà doanh nhân giàu có kinh doanh và làm CEO của một cái công trình cắt giữa bài bán buôn kim cương ở New York á. đâu phải là đơn giản. âm nhạc, hội họa, thi ca, học thuật, kinh doanh thậm chí có khi làm chính trị luôn nghe cho nên rất đa sắc thái đây là cái nét tổng quát của Phật giáo phát triển do vậy cho nên chúng ta cũng nhận diện về hai nét một là tích cực hai là tiêu cực nghe tích cực là chứ thế là chúng là cái khả năng thiệp thế của họ tức là cái khả năng đi vào đời khả năng hành đạo khả năng mở rộng pháp phương tiện để giúp cho người tu tập thưa các vị dường như nó không có giới hạn cách đây trừ như một hai năm gì đó mình có đọc cái thông tin của một nhóm tăng sĩ trẻ của thiên thái tông hay là của chân ngôn tông thì của nhật anh rất băn khoăn là giới trẻ của nhật bản dường như là càng ngày nó càng ít đến những sân môn để tu tập cho nên ảnh mở một cái sinh hoạt đó là thay gì? Mời nó đến, chiêu dụ nó đến không được, bây giờ mình đến với nó. Là các ông về thủ đô của Nhật Bản, Tokyo á. Các ông bướng một cái tầng lầu trên tầng 18, mở một cái quán cà phê. Tôi không biết cà phê đó nó có ngon bằng cà phê Starbucks của Mỹ hay không, này, không biết ngay. Nhưng mà, thưa các vị, họ thiết kế rất nhiều sân chơi trong cái không gian uống cà phê của họ do vậy cho nên hút người trẻ rất nhiều tại vì ngoài chuyện cà phê còn trưng bày thư pháp trưng bày hội họa ngoài trưng bày thư pháp hội họa còn làm một việc là dạy người ta vẽ tranh dạy người ta bắn cung dạy người ta múa kiếm dạy người ta viết thư pháp dạy người ta cắm hoa và tất cả những cái trò văn hóa Nhật Bản được quý thầy cô trẻ mang vào đó làm hết thì các vị hình dung rằng cái sức hút của nó giữa thủ đô của đất nước Nhật Bản cái cái sự lôi cuốn xã hội nó cuồn cuộn như vậy nhưng mà rất nhiều người thanh niên trẻ trung họ đến cái công trình đó nha học đánh đàn học bắn cung học judo học vẽ tranh học nhạc vân vân thưa các vị và nguyên tắc là người ta không đến với mình thì mình phải đến với người ta đây là cái chuẩn mực của công trình Bồ Tát Đạo từ Phật giáo phát triển cho nên đây là cái khả năng thiệt thế của họ vô song vô song có mở ra nhiều hướng Việt Nam thưa các vị thành phần tăng ni trẻ Việt Nam bây giờ có một số rất là gọi là rất là bén nhạy với cái hoàn cảnh xã hội cho nên họ đi vào những cái sinh hoạt hút giới trẻ nghe Và dường như giới trẻ của Việt Nam bây giờ khuyên hướng tu rất đông. Các thầy cô trẻ có nội, nội lực tu thực sự, có tấm lòng và tâm bảo thì các vị nên có một cái khuyên hướng mở những cái sinh hoạt tu tập về Việt Nam. Đây là cái điều đầu tiên mình nhìn cái nét tích cực của Phật giáo phát triển. Tuy nhiên, cái nội lực của Tăng Già nó làm thành sự tích cực này nó không nằm ở chỗ rằng là mình lăn xăng hướng ngoại mình thương đạo và làm được việc đâu nghe nội lực có tăng bảo thưa các vị nó nằm ở cái chỗ mình như mình vừa nói nó nằm cái nội lực của thinh văn tăng à nha, nghĩa rằng cái vị tăng sĩ này có cái nền tảng tâm bồ đề vững vàng vững chắc như tu y sơn võ hồng lai điều thứ hai, có pháp học thông tuệ, tông thông thuyết thông. Yếu tố thứ ba, có pháp hành vững chắc. điều thứ tư, có những bạn bè pháp lữ đồng sâu cùng một khuynh hướng để yểm trợ cho cái con đường hành đạo, thì đi vào công trình thiệp thế này mới thành công được bằng không thì thưa các vị. mình chưa làm được việc trí cho đạo, chưa giúp được ai mà mình trôi mất vào dòng đời mình bị biến thái hồi nào không hay nghe ha. bị thai quá hồi nào dường như là đầu tiên mình là anh chàng kiếm sĩ bác kiếm xong pha để trừ hung diệt bạo thế nhưng mà rồi tới cuối cùng sau vài năm mình trở thành ma quỷ nào không hay cho nên nên nhớ cái nền tảng để làm thành một tăng sĩ tích cực mang trái tim nóng hổi vì đời nó được đặt trên cái căn bản là phải hoàn thiện cái phẩm chất của một thinh phân tăng với lực tròn này đời sống trong sáng như viên pha lê không vẫy mảnh bụi tâm bồ tát cùng với lực đại bi cùng với bồ đề tâm ba món này phải song hành thưa các vị thì mới đi vào công trình hành đạo được đây là cái nét tích cực và khi ta nhìn đời sống của tăng nhà của cô giáo phát triển có được phẩm chất như vậy cộng với cái điều kiện giáo lý cho phép họ mở rộng cái cương vực hành đạo như vậy thì thưa các vị cái chuyện xảy ra rằng dù cho già lam lớn già lam nhỏ dù cho thầy họ là vị thầy lỗi lạc không lỗi lạc dù, dù cho họ xây dựng một trăm cái chùa một ngàn cái chùa vân vân tất cả những cái ngoại vi ấy những cái điều kiện những cái phương tiện hành đạo ấy không trở thành đầu mối cho sự tranh chấp không trở thành sự phân hóa nội bộ và bản thân họ là một dòng trường gian cuồn cuộn cho nên họ có chết họ có sống thưa các vị không làm thành cái sự tranh giành gì cho hàng đồ tôn đệ tử họ trong tương lai cả đây là cái đặc thù rất tích cực của phật giáo bắc truyền thế nhưng bên cạnh cái tích cực thì cũng có cái tiêu cực nghe tiêu cực là chi thưa các vị mình không có đạo hạnh mình không phải là thính văn tăng Không phải là thiền tăng Không phải là người có trái tim nhân hậu Có tâm bồ đề rừng rực lửa Không phải là người Hết lòng cúng dường thân bạn này cho tâm bảo Thì tất cả cái nền tảng này Thưa các vị Nó đã không được xây dựng cho nên Nó chỉ còn một cái nền tảng có một tâm thức đó là tham là sân là si Thế thì nó hình thành cơ nghiệp này chùa cao này Phật lớn này tăng chúng đông đảo này người xuất gia đệ tử vài trăm vân vân thưa các vị nó đưa đến tình trạng phân hóa đưa đến tình trạng quỷ hoài đưa đến tình trạng suy thoái không phải riêng cho chính bản thân mình mà cho cả một đạo Phật đây là nét tiêu cực của những quốc gia Phật giáo bắt truyền tóm lại nền tảng Phật giáo Nam truyền hay Bắc truyền chi? Mình lặp lại điều rất quan trọng là đặt trên cái cơ sở là một thinh văn tăng hoàn thiện. Tại vì thinh văn tăng hoàn thiện thì anh có đủ giới lạc, có đủ giới hạnh, có đủ trí tuệ, có đủ học lực, có đủ tâm bồ đề và có đủ đại bi lực để có thể làm cho Phật giáo không vì theo với thời gian, không gian, hoàn cảnh, địa chính trị gì mà nó đổi thay càng không làm cho dòng chảy này bị biến thái, bị suy hoại. Càng không làm cho dòng chảy đạo Phật trở thành cái chê Thành quái thai và thành một cái loại hình tai họa cho thế hệ tương lai. Đấy là vài điều mình tóm lại cái phạm vi rộng mà chúng ta trình bày hôm nay.